Xin chào tất cả các bạn. Và tiếp tục ngày hôm nay, thầy Thành sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề phát hiện ra lỗi sai forehand và khắc phục ngay trong quá trình thực tế đào tạo tennis tại VNTA trong thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bây giờ các bạn hãy quan sát hai trường hợp A đánh bóng. Hiểu. Rồi các bạn thấy này, thứ nhất là các cháu không có sự tập trung, cái thứ hai không có hơi thở, cái thứ ba là không có bộ chân xuống. Thì bây giờ các bạn hãy quan sát như sau. Thứ nhất, hơi thở các bạn không có, không ai hét lên. Cái thứ hai là chân của bạn này quá nhỏ. Cái thứ ba là các bạn đang giật tay nhiều quá, bóng không có tiếng nổ. Đúng chưa? Và bây giờ các bạn sửa ba cái yếu tố đó. Nào, fit step. Fit. Ok, good. Xoay. Bạn này vẫn đang bị giật, đúng không ạ? Tiếp tục. Đó là giật đó. Thứ hai là bạn bị đo quá sát người. Quá sát người. Tôi yêu cầu các bạn phải dài này. Dài ra phía trước này. Đấy chưa? Vai. Xa ra. Ok, good hơn rồi đó. Tiếp tục. Xa ra, với ra. Khác hơn chưa? Xa ra. Rồi, tiếp tục. Xoay vai, đưa nách cao lên. Hơi sát rồi đó, tay trái căng ra. Rồi, lùi xuống một chút xíu đó. Banh, tên. Tiếp tục, xoay. Good, tiếp tục, dựng cá lên, xảy ra, xảy ra. Các bạn nhìn cái tay cầm của đồng chí này. Tay cầm của đồng chí này bị sai, tức là lòi cán quá nhiều. Bây giờ yêu cầu cầm sâu xuống. Cái thứ hai là nách của bạn ấy luôn luôn bị khép. Đây là một trường hợp học của bên chúng khác qua chỉnh sửa tại VNTA. Đưa cao nách lên. Được chưa? Ok. Xoay. Nào, đưa cao nách lên. Turn này. Điều. Xoay. Đưa vai vào. Đang bị giật ở đây và luôn luôn bị kẹt, đúng không? Dài ra. Nào, dài ra. Cái thứ hai đó là gì? Chân của các bạn ấy nhỏ, phải làm thế nào để chúng ta sửa được bộ chân nó rộng ra. Thì đây nó có một cái bài tập. Tôi lấy khoảng cách khoảng hai chân. Ta bật. Đây là một bài tập giúp cho người học trò chúng ta bước chân nó rộng ra, chuyển từ sau ra trước cực kỳ tốt luôn. Đó. Và khi chúng ta tập quen bài này rồi, chúng ta sẽ tập kết hợp với lại xoay. Đó, tiếp tục, 1, 2, 3, 4, trụ ở đây đúng không, xoay, đó, nhớ chưa, phải có động tác đó. Nào các bạn tập, 10 lần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bây giờ nhá, tôi sẽ tung, chúng ta phải cảm nhận được vừa rồi chúng ta tập hỗ trợ đó và chúng ta phải rộng dài ra. Good. Dài ra, dài nữa ra. Đúng rồi, lực khẽ nặng hơn rất nhiều đúng không? Nào, rộng ra. Nhiều lúc chúng ta đừng nghĩ là một cú forehand power này phụ thuộc vào tay và sức mạnh cơ thể, mà hãy nhớ rằng bộ chân nó sẽ giúp cho các bạn ấy chuyển được cơ thể vào bóng rất là tốt. Còn nếu mà chúng ta bước nhỏ ấy thì sẽ dẫn tới là khi chuyển nó đổ ngã, tức nhiên là sẽ không bao giờ hay được. Nào, xoay mũi chân, xoay. Xoay mũi chân và quét lê mũi giày xuống. Nào, miệt, miệt cái chân xuống, miệt cái chân xuống. Đó, miệt cái chân xuống. Vậy là vừa rồi, tôi chia sẻ hai cái kỳ rất là quan trọng cho các học viên kit tennis của VNTA trong thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Hà Nội. Thì rất là mong mọi người ủng hộ kênh VNTA Tennis cũng như kênh VNTA TV Dẻo Dẻo Thực Chiến.
Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like, subscribe, comment kênh của VNTA. Xin chào.